này. Trong chùa này nghịch thế mà ra đây thì buồn thiu. Tai rất là ke. Hôm nay em muốn nói cho mọi người một cái chủ đề, ví dụ như những con này nó tai nó ke, để tí nữa nó đứng lên thì là em sẽ thấy, quay cho mọi người thấy cái độ ke của nó. Ke tức là hai tai nó chúp vào trong. Thì đa số mọi người cũng thích cái dòng tai ke này này. Bây giờ là nó đang chưa ke nhá. Đức rồi. Một lúc nữa nó sẽ ke vào thì em sẽ quay cho mọi người. Nào đấy, bắt đầu nó ke phương ra. Tai ke tức là tai, hai cái tai nó có xu thế nó chúp vào trong. Đấy, đấy, đấy. Tai nó chúp vào trong này, mọi người nhìn nó đẹp đúng không? Thì những cái con như nào thì nó sẽ có cái xu thế tai nó như thế này. Để mà mọi người không mua những con tai xòe nhá. Thì những cái con tai nó cụp hồi bé mà nó chưa được định hình, ví dụ như con đu đông này này. Đấy, đây này. Thì cái cuống tai nó dày ấy thì là nó sẽ chưa lên luôn. Đây hầu như con này này. Hai con này này. Đấy. Cái tai nó sẽ xuống này. Bây giờ nhìn thì nó chưa đẹp nhá mọi người nhá, nhưng mà chỉ khoảng một tuần nữa thôi, trời nắng nó có canxi là nó chúp vào trong, nó sẽ rất là đẹp. Đây này. Như con này này thì nó sẽ ke đúng không mọi người? Đấy, hầu như con này này. Đấy. Còn những cái con làm ngay từ bé mà nó dựng luôn thì chưa chắc nó đã đây đâu. Nó ke ở trong, ví dụ như con này này. Con này là tai xòe này. Đấy. Hoặc là một số con nhá. Đây, như con này này. Đấy. Tai nó đổ như thế này này. Nó chưa lên thì là xu hướng nó lớn lên thì nó sẽ đổ trong nhá mọi người nhá. Còn như con này dựng luôn này thì tai nó không được đổ vào trong cho lắm. Cúc cúc. Đây, con này thế này, con này này, đấy. Tai nó cứ như này thì nó sẽ đổ, cái xu hướng nó đổ vào trong. Đổ trong tức là nó lớn lên nó sẽ ke. Tất nhiên thì những cái con ke hay không ke nó đều là chó thuần chủng thôi, nhưng mà con chó nó ke thì nó sẽ nhìn nó có tướng đẹp hơn. Đấy. Những con này, này nó đều có xu hướng ke vào trong. Con này thì nó phải vui cơ thì nó mới bắt đầu gặp. Con này quay ở trong chuồng thì tai ke đét. Kìa, Phương ơi, khách gọi kìa. Này. Đây này. Nó ke này, tai con chó nhìn nó rất là thích. Đấy mọi người thấy không? Như cái tai thỏ luôn này. Đấy, bắt đầu nó chúp vào trong rồi. Đấy mọi người thấy không? Tai nó ke này thấy đẹp hơn không ạ? Khi nó đứng lên đó. Nó đứng lên thì nó còn ke nữa. Đấy thì những cái con như thế thì là tai nó sẽ ke nha mọi người nhá. Cách cái chọn cái lúc con chó nó tai nó, nói chung là cách chọn để mà con chó được tai nó ke. Những cái con như này xu hướng tai nó sẽ không được ke lắm. Nói chung là mỗi người thích một kiểu, nhưng bản thân em cũng thích ke, đa số nhưng mọi người đều thích cái tai ke. Tai ke nó rất là đẹp. Nhìn nó lúc nào nó cũng cảm giác như là nó đang chú tâm, nó tập trung. Đây, bọn này là tai đổ hết vào trong này. Bên nước ngoài thì nó có một số cái cách chọn chó là chó hay là chó tai phải chúp trong nhá. Bởi vì là những con chó đấy là lúc nào nó cũng xu hướng tập trung hơn những cái con chó kia. Như kiểu là Việt Nam mình có cái cách chọn là con chó nào mà nó ngủ ấy, mà nó hay áp mặt xuống đất thì là con chó khôn, bởi vì là những con chó thế thì nó nghe tiếng động được rất là từ rất là xa, vì tai nó áp xuống đất. Và những cái con mà chân nó ngủ, nó cứ chân thò hai chân sau và đằng sau ấy thì khôn, bởi vì là mặt nó áp xuống đất, nó cảm nhận được tiếng động từ xa. Chắc là cái bỉ này thì nó cũng thế thôi. Một số cái xu hướng người ta thế giới người ta chọn thì Việt Nam mình cũng nghe theo. Rồi, xin chào mọi người.